xin chào các bạn. Đến với gì? Ok. Video tiếp theo của anh em mình hôm nay sẽ là ba chỉ nướng mọi. Mình đã chuẩn bị 2 cân thịt ba chỉ và cắt làm 3 khúc để bây giờ anh em mình là anh em bác cháu mình ý nhỉ? Bác cháu đúng không? Bác cháu mình chuẩn bị ra là rửa sạch, làm sạch và ướp gia vị. Các bạn chú ý theo dõi kênh của mình nhá. Nếu mà cảm thấy hay thì like, chia sẻ và đăng ký kênh của anh em mình nhá. Bây giờ anh em mình sẽ đi ướp thịt và chuẩn bị để nướng. Đây, sau 4 tiếng anh em mình ướp thịt giờ đã lên màu và ngấm rất đẹp. Bây giờ Tuấn cho lên vỉ nướng. Đây, anh em mình vừa đầu tư cái vỉ mới cứng này, khao bữa thịt ba chỉ nướng. Cho lên đi, một mẻ ăn luôn à? Ăn luôn. Hôm nay mình đi đặt vỉ mà cuối cùng họ làm cho mỗi một mặt. Chứ đến lúc mình đi lấy gì đấy mới biết là họ làm một mặt. Nên là thôi, lấy tạm cái này để úp lên. Mình đang đặt nốt một cái mặt khác ở một cái mặt kia rồi, mai mới lấy được. Clip sau là anh em mình có cái vỉ nướng đẹp và đều luôn. Buộc ấy vào nha, buộc chắc vào. Ba miếng thịt rất là ngon và to. Có phải để thưa ra cho nhanh chín không Tuấn? Giòn á. Rồi. Thôi được rồi. Không thì cho hai đầu hai phát này, cho một phát này nữa thôi. À chắc rồi. Hết than à? Hết than phải đi lấy thêm than rồi. Cho cái ấy nồi vào đi. Nó bắt đầu thêm mùi thơm rồi. Nó phải kê gạch đi cho nó cao. Kê gạch lên cho lên cái đế của cái. Quay đi. Ngồi. Sau khoảng 20 phút quay thì thịt đã đổi màu. Chắc cũng lâu, thịt dày nên chắc cũng lâu đấy. Khả năng là phải tầm tiếng rưỡi mới chín được. Vũ hôm nay không quạt à Vũ? Mày thì ăn là giỏi. Tích cực quay. Tích cực quay tay vẫn sẽ đi. Thấp quá. Này thấp.
Đây, sau một tiếng rưỡi anh em mình quay, bây giờ hình như đã chín rồi, trông rất ngon, thơm quá. Thôi để cho chín chắc thì mình sẽ quay thêm khoảng 10 phút nữa là có thể bắt đầu ăn ngon rồi. Các bạn nhìn có hấp dẫn không? Thơm lắm. Hôm nay anh em mình ướp gia vị rất nhiều loại gia vị. Hôm nay món này đảm bảo sẽ cực kỳ ngon luôn. Sau một thời gian hiệu, anh em mình đã nướng chín thịt ba chỉ. Nào Tuấn đây xem nó ngon thế. Ui ui, vàng ươm. Thơm không? Dèo đấy, nhỏ dãi chứ. Chưa, phải ăn với nhỏ. Bỏ nóng rồi này, bây giờ bỏ cả tảng này ra. Đấy. Thơm lắm các bạn ạ. Tuyệt vời. Tuấn Thái đây, người thơm lắm, thèm lắm đây. Ngon đấy. Quay gần này. Ngon lắm các bạn ạ. Có cả xu nào. Ôi, khả năng mình cắt đấy, cắt thế hơi dài đấy. Khả năng phải cắt dọc anh nhỉ. Đẹp đấy. Rồi cắt thì cắt thì không nó dài quá bộ. Đúng. Ngon tuyệt. Tuyệt vời. Hôm nay anh em mình chưa chuẩn bị được rau sống à? Ừ. Hôm nay có rau sống ăn bữa ngày mà. Đúng rồi, cái này ăn rau sống chứ. Quên mất đấy. Thôi ăn không dọn ngọn được. Không mới hết nhiều. Thơm lắm các bạn ạ. À, cho các bạn chiêm ngưỡng trực tiếp này.
Tuyệt vời. Đây. Ở đây luôn. Dễ rồi. Thường quá. Thường lắm. Có vâng, đầy đủ hết mà. Tuấn Thái có nghề phết nhỉ. Rồi xong rồi, anh em mình chuẩn bị đưa vào mâm và quay chén thôi. Thịt đã lên mâm. Không, anh em mình đã xếp thịt lên mâm trông rất là ngon. Bây giờ là mời các bạn dùng bữa cùng cả gia đình mình. Nhân tiện hôm nay lại có bóng đá Việt Nam đá vòng loại trực tiếp. Tây ăn thử một miếng chưa, xem ngon không nào? Ăn chưa? Ngon. Ngon. Tuấn đâu? Ngon không Tuấn? Được không? Anh em ăn đi nào. Cạch bia uống mừng nhé. Cạch bia đây nào. Bố mẹ mình không bia thì chỉ có mấy anh em uống thôi. Mời các bạn đây. Mình nhìn anh em ăn mình cũng thèm quá. Thôi mình cũng vào ăn thôi. Mình vào ăn cơm với các anh đây. Mời các bạn nhá. Mời các bạn ăn. Em làm xanh thì muối nhá. Ngon không con? Đây là cắt bì nhá. Cô bà con đi bớt. Bà bê. Bà nữ bớt. Đây. Ba bê. Anh lửa miếng nào. Anh chồng con cho bà chắc phải con. Anh chồng con cho bà chắc phải con. Nhà mình có cả thịt bê luôn đấy. Ui dạ. Ủa này không tê không còn thịt nướng hả con? Để các bạn ạ. Ôi nhá. Anh đó là trước. Không được gì. Mày ra. Đây. Hôm nay mọi người mải xem bóng đá cũng thôi. Không làm mất thời gian của các bạn thì hãy dừng clip tại đây nhé. Để các bạn xem bóng đá luôn. Thôi để cho các bạn xem bóng đá. Các bạn thấy hay thì các bạn ngon, nhất định vỡ ngon. Đấy, cháu mình ăn bao đồ miếng rồi vẫn thấy ngon. Nếu hay thì các bạn hãy chia sẻ cho đăng ký kênh của mình nhá. Xin chào các bạn. Đây, cô Tây. Chúc là đang bị đánh chửi đầu của Dung. Cá đê. Hay quá. Đi, Tây, chắc đi. Yeah.